ký vào giấy chuyển nhượng toàn bộ tài sản của anh cho cô ta. Nó ngước mắt nhìn anh sững sờ. Đừng nhìn anh vào ánh mắt đó, không nói mà không ngước mặt lên, lòng đầy hoang mang. Nó đã nhận ra rồi, đã phát hiện ra rồi. Nó sẽ giận anh, nhưng không ngờ sự việc lại diễn ra ngoài ý nghĩ của anh. Nó đứng dậy đi qua chỗ anh ngồi, vòng hai tay ôm thân hình to lớn của anh. Anh khựng, mấy người ngồi bên kia cũng khựng. Cách thể hiện